Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã khép lại phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên giảm rất mạnh với tỷ lệ giảm là 1,83%, hiện tại chỉ còn đứng ở mức 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng khép lại tuần này bằng một phiên tăng, giao dịch ở mức 104,37 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 66.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần này bằng một phiên tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,242% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 3%, giao dịch ở mức 80 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong tuần vừa qua, giá vàng trên thị trường thế giới đã liên tục nhảy múa khi mà thị trường củng cố kỳ vọng về việc cục dự trữ liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9. Tuy nhiên, kim loại quý đã tăng quá cao và quá nhanh sau đợt chốt lời lớn từ nhà đầu tư, giá vàng trở lại đúng nơi bắt đầu của nó. Mở cửa giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 2.411,65 đô la Mỹ trên một ounce. Đến sáng ngày thứ ba, giá vàng tăng mạnh lên mức 2.440 đô la Mỹ trên ounce. Tuy nhiên, thì kim loại quý này đã nhanh chóng giảm giá xuống dưới 2.430 đô la Mỹ trên ounce. Sau khi công bố báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ tốt hơn một chút so với dự kiến cho tháng 6, tuy nhiên đến tối ngày thứ ba, giá vàng giao ngay đã thiết lập mức cao nhất vào thời đại trên 2.482 đô la Mỹ trên một ounce. Các nhà giao dịch sau đó chuyển sự chú ý sang các bình luận mới từ Fed khi mà kỳ vọng hạ lãi suất ngày càng tăng, giá vàng giao ngay lên mức cao kỷ lục mới trên 2.483 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên thì kim loại màu vàng này không thể phá vỡ hoàn toàn ngưỡng kháng cự rồi thoái lui xuống ngưỡng 2.452 đô la Mỹ trên một ounce. Sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cao hơn dự kiến vào sáng ngày thứ năm, giá vàng không thể vượt qua mức 2.470 đô la Mỹ trên một ounce. Từ đó, giá vàng giao ngay bắt đầu đà giảm dài từ 2.468,48 đô la Mỹ trên ounce vào ngày thứ năm, xuống mức thấp nhất trong tuần vào sáng ngày thứ sáu là 2.393,88 đô la Mỹ trên một ounce theo giờ Mỹ. Giá vàng tiếp tục kiểm tra mức quan trọng là 2.400 đô la Mỹ trên một ounce và rồi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức giá này. Về mặt xu hướng của giá vàng, với khảo sát vào tuần mới nhất của hãng tin Kitco News cho thấy, các chuyên gia trong ngành đang quay trở lại với lập trường cân bằng, trong khi tâm lý bán lẻ vẫn lạc quan với giá vàng trong tuần tới. Cụ thể, với 16 nhà phân tích Phú Quân đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News, kết quả cho thấy triển vọng cân bằng và không chắc chắn trở lại sau nhiều tuần kim loại quý này nhận dự báo tích cực. Với 6 chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, cũng có 6 chuyên gia dự đoán giá vàng giảm. 4 nhà phân tích còn lại cho rằng giá vàng có xu hướng đi ngang trong tuần tới. Trong khi đó, có 168 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News. Các nhà đầu tư ở Main Street vẫn lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng. Tuy nhiên, thì kỳ vọng cũng đã hạ bớt so với tuần trước. 103 nhà giao dịch bán lẻ dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 36 người khác kỳ vọng giá kim loại quý này giao dịch thấp hơn và có 29 người cho rằng giá kim loại quý này đi ngang. Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu lạm phát quan trọng với việc công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi tháng 6 của Mỹ trong sáng ngày thứ sáu. Chỉ số lạm phát có thể giúp Fed đưa ra xác nhận về thời điểm cắt giảm lãi suất. Các nhà kinh tế cho biết dữ liệu lạm phát yếu hơn sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi dữ liệu nhà ở quan trọng với doanh số bán nhà hiện có vào ngày thứ ba và doanh số bán nhà mới vào ngày thứ tư. Ngân hàng Canada cũng sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ trong ngày thứ tư. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Chợ đen giao bán vàng giá cao. Cụ thể là hơn một tuần nay, anh Quang Vinh ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu và đăng ký lịch mua vàng trực tuyến của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay gọi là SJC. Anh khai báo các thông tin cần thiết như họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ và một số thông tin khác và nhận được thông báo đặt chỗ thành công kèm số thứ tự. Tuy nhiên thì không phải một lần là được, tôi phải thao tác đăng nhập khai báo 5 đến 6 lần mới đặt chỗ thành công để mua vàng, theo anh Vinh nói. Ngay khi mà đăng ký thành công, anh nhanh chóng đến chi nhánh SJC tại quận 3 để thanh toán, đối chiếu thông tin và nhận vàng miếng.
Vì nếu đến trễ qua khung giờ giao dịch đã đăng ký thành công thì sẽ bị hủy, mỗi lượt đăng ký chỉ được mua tối đa một lượng vàng. Còn với chị Thùy Dương ở Hoàng Mai, Hà Nội có nhu cầu mua 2 lượng vàng miếng SJC để trả nợ. Thế nhưng nhiều ngày nay chị không thể đặt mua vàng trực tuyến từ 4 ngân hàng thương mại quốc doanh cũng như từ công ty SJC. Chị cho biết bị tình trạng báo lỗi hệ thống ở thời điểm đầu ngày và khó khăn khi đăng nhập đặt trước mua vàng của các ngân hàng. Vài phút sau khi mở cửa, hệ thống các ngân hàng cũng kín chỗ, thông báo ngừng đặt trước. Chị đi nhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên địa bàn Hà Nội cũng không mua được vàng miếng. Còn theo anh Khánh Huy ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gặp lỗi ngay từ khâu đăng nhập tạo tài khoản để đặt chỗ mua vàng trực tuyến của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Anh Huy nhiều lần thao tác nhưng đến lúc bấm xác nhận thì hệ thống bị treo, lúc đầu nghĩ hệ thống quá tải. Ở những ngày đầu, nhưng đến nay gần một tháng trôi qua anh vẫn không thể đăng ký được. Sau đó, anh Huy có tìm hiểu trên các trang mạng xã hội và phát hiện có nhiều hội nhóm nhận đặt hộ suất mua vàng, nhiều tin giao nhận chỗ đặt mua vàng hộ với chi phí 500.000 cho đến 1 triệu đồng cho một lần đặt chỗ. Cũng trên các hội nhóm, nhiều tin giao dịch vàng miếng SJC, vàng nhẫn nhỏ lẻ, giá vàng miếng chợ đen được một số tài khoản giao bán quanh mức 82,5 cho đến 83 triệu đồng trên một lượng, một theo 2 chiều mua vào và chiều bán ra, như vậy là cao hơn giá niêm yết từ 1 cho đến 2 triệu đồng trên một lượng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC và mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thời điểm này thì vẫn duy trì đà giảm trong phiên chiều và tạm thời thì cũng không có nhiều thay đổi so với phiên chiều nay. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.128 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.458 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.670 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.750 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi về giá sau khi mà tăng 135 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Phú Quý SJC mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Mi Hồng SJC mua vào 7.900.000, bán ra 8 triệu. Tăng 200.000 đồng chưa một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Hay là tăng 20.000 đồng chưa một chỉ chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì đà giảm 500.000 đồng trên một lượng mua vào, còn với chiều bán ra không có sự thay đổi, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. STC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. STC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.570.000, bán ra 7.710.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.560.000, bán ra 7.670.000. Vàng 24K mua vào 7.394,1 nghìn, bán ra 7.594,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.518,1 nghìn, bán ra 5.768,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.237,1 nghìn, bán ra 4.487,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.963,7 nghìn, bán ra 3.213,7 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 7.590.000, bán ra 7.715.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.